Mình xin chào các anh chị và các bạn. Bữa hôm nay có Thảo phụ làm với mình á. Cái mình đi mua bánh mì về mình làm chả bánh mì chả cá để ăn sáng thì với gia đình mình ăn sáng luôn. Mình khỏi mua đồ ăn ở chợ. Giờ mình mời cả nhà cùng xem mình làm cái món bánh mì chả cá này nha. Mình mua cá người ta xay sẵn nè. Cá này kêu bằng cá kiền. Để bữa nào mình mua cá kiền về mình làm thử. Mình nạo thịt vô mình làm thử rồi. Với mình mua thêm một miếng thịt nạc dăm nữa. Để về mình xay chung vô. Giờ mình xắt thịt nạc này ra để mình xay. Này, mình xả nhỏ miếng thịt này ra. Mình xay cho nó mau. Giờ mình bầm hành tím này ra. Cái hành tím này bữa mình khuy rồi mình sắc nó còn. Cái này mình lấy ra mình làm. Mình ướp vô xíu đường. Mình ướp vô hạt nêm. Nước mắm. Dầu hào với dầu mè. Này mình ướp hành phi cho nó thơm. Rồi mình trộn đều lên cái miếng xay. Giờ mình bỏ vô cái máy mình xay. Cái máy này mình xay là thịt nó dẻo làm như là nó quết về mình luôn vậy. Nó dai mà nó dẻo dữ lắm. Giờ mình xay bận rồi, mình xay ít là ít. Cái cối này, cái máy xay thịt này là của anh chị bên Đức gửi về cho mình. Chứ mình không có mua, ở đây mình cũng không thấy ai bán cái này đâu. Cắt hành lá này mình để vô lông cá. Cắt nhuyễn thiệt nhuyễn mình để vô cho nó ngon. Nãy mình tính xay chung luôn mà. Thôi mình để gì cho nó ngon, xay chung vô cái này nó không ngon. Giờ mình để hành lá vậy. Mình xay tiêu vô luôn. Rồi giờ mình trộn đều lên. Nó dẻo nó dai thấy sợ luôn. Rồi, tới măng cầu ở nhà mình nè. Hôm qua ông xã mình đi lên vườn cái cắt cỏ. Cái ông thấy tới măng cầu chín không hái gì luôn. Tới măng cầu thiệt ngon luôn. Mình giờ mình bắt chảo lên mình chiên cá, chuẩn bị mình chiên cá. Giờ mình cho cá vô cái dĩa này toàn toàn này, cái mình chiên. Mình ép ra. Bữa nay mình kể có Tân Nguyên ở nhà, cái mình mua bánh mì nhiều nhiều đang mình tính làm, mình kêu mấy đứa nhỏ xuống ăn luôn. Cái con đi nó với cô Phương rồi đi Tiền Giang mua dừa hết trơn rồi, rồi chở tụi nó theo luôn. Không ai ở nhà hết thì chở theo luôn. Mình làm cái khuôn toàn toàn gì cái mình để vô mình chiên cho nó gọn. Rồi mình để ra đây cái mình để vô mình chiên. Dầu sôi rồi mình để dần chiên. Rồi cho lửa nhỏ em Trinh. Cho lửa nhỏ em để vô cho lửa review. Cá
cá của mình vàng được con bè rồi nè. Chậm lửa kia kia cho nó ngon. À, mình làm thử cái con cá tiền này, thử cái dai dữ không? Chứ hôm bữa mình chiên cá sắc lát nó dai. Hù lên ngon dai dữ. Nó hù lại chứ hồi mình gấp xuống nó xẹp lại hẳn chứ. Cái vàng rồi mình gấp ra. Giờ mình sắc cà ra, mình bỏ cái hộp, đặng mình làm cái nước chan bánh mì. Nếu thấy cà này nó bị bợp rồi, nó dập dập tí xíu mình bỏ. Giờ mình sắc nhuyễn nè. Bằm nhuyễn nè. Hồi đó mình làm nước chan cho ngon. Mình bằm nhuyễn ra hết rồi. Bằm hành với ớt rồi. Mình ướp thêm miếng nước mắm. Này mình làm cái nước chan thì mình ướp thêm đường hơi ngọt ngọt tí xíu cho ngon. Mình ướp hạt nêm vô. Giờ mình bắt chảo lên để mình phi tỏi ớt. Cái mình làm nước chan bánh mì. Rồi, mình bỏ hành ớt vô mình phi. Và hành với ớt của mình vàng, giờ mình cho cà vô. Để xíu bột vô cho nó kẹo kẹo lại cho ngon. Mình sắc hành lá mình để vô. Lá vô. Rồi. Giờ dưa leo mình rửa sạch sẽ rồi, giờ mình sắc ra. Mình để vô bánh mì. Chả cá ra, mình sắc mỏng mỏng như thịt vậy. Để thịt, chả cá. Đây, ốc nhồi. Mình chụp tức tiên nha. Rồi, mình trang nước chan lên. Nước chan của mình hơi đặc nè. Nãy mình lẩm lỏng tí xíu nữa mới ngon. Để mấy cọng ngò lên.
Nghỉ thợ ơi, nghỉ ông thợ ơi, nghỉ ăn bánh mì chả cá này ngon lắm nè. Bánh mì chả cá của mình xong hết rồi, giờ mời cả nhà cùng ăn với mình cho vui nha. Mời ông thợ tới đây. Ừ. Ông thợ cực khổ. Thôi cũng có bãi. Nên. Rồi. Em chết. Cảm ơn chị đó. Mời cả nhà nha. Giờ mời cả nhà cùng ăn bánh mì với mình nha. Ăn chả thử cá đi cho biết nha, để mốt mình rút kinh nghiệm để mình làm cho nó ngon hơn. Thảo ăn thử coi. Bánh mì chị bảy làm chắc ăn chắc nó no, chứ khỏi cơm nữa. Ngon quá. Nhút được chưa? Có ớt không? Có. Nhà ớt bầm ra luôn á. Có cần ăn ớt ngay nguyên tới không? Nhà ớt bầm ra luôn. Cái này mình làm nước chan hơi đặc. Phải làm lỏng lỏng chút nữa. Nó ướt bánh mì thêm chút nữa này nó ướt ít. Không ướt không? Này cũng ngon. Nó làm giống ở chợ bán vậy ha. Một cái chả cá này giờ không nghe. Chả cá lạ ha. Khoan, cho khoan nè, cho khoan miếng nè. Khoan khách sáo nữa. Cho cái liếm liếm. Ôi, cũng tắt, tắt cái tay. Dai ngon, chả cá dai ngon. Khúc đầu cũng ngon nè. Khúc đầu thôi chưa có gì hết. Khúc giữa mà. Khúc giữa mà có cá nhiều. Giống như mình tắt dũng nha. Ngay sòng nó đâu có gì đâu. Nó giòn hơn ngay trứng vỡ. Đừng hả? Cho biết ý kiến rồi. Lạ. Lạ khác hơn ngoài chợ. Với mình làm nhà đậm đặc hơn. Có hệt ốc nhồi nữa. Ít trơn á. Có hệt ốc nhồi nữa. Làm thì không có chả cá. Tại mình ở đây người ta không có làm, chứ mấy chỗ khác có bán bánh mì chả cá nữa. Cũng chắc cũng làm đơn sơ ha. Người ta làm á. Ví dụ như người ta bán cái giá mất vậy, làm cho dễ mua. Chả cá mà cũng làm luôn hả? Làm. Mình mua về mình làm. Trộn chung với miếng thịt heo nữa. Cái thai ra. Ở nhà có mấy thai á. Thai nó dẻo dữ lắm, dẻo. Nó dẻo mà nó dai. Bánh của mình làm ăn xong hết rồi. Mình làm mà ai mà ăn được á, mình mừng ghê luôn. Lần mà ăn khen ngon thì mình còn ăn mà thấy mà không ngon á, mình biết mình làm không ngon rồi. Mình cảm ơn các anh chị và các bạn đã có thời gian ra xem clip của mình. Mình xin chúc cho các anh chị và các bạn xem clip thật vui tươi, mạnh khỏe và hạnh phúc. Nếu như các anh chị thấy thích và hay, nhớ like và chia sẻ ủng hộ cho kênh Mười Bảy Miền Tây. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại.